Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đọc với nhau bốn câu kinh thánh này. Dạ, chúng ta cùng đọc. Này, ta sai sứ giả ta, ngươi sẽ dọn đường trước mặt ta. Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ tinh linh vào trong đền thờ Ngài. Tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn vương phán dạy. Nhưng ai sẽ đương nổi Ngài Ngài đến? Và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Và làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Dạ, cảm ơn Chúa. Chủ đề tôi chia sẻ với các bạn chị em trong kỳ kiến an của chúng ta ngày thứ hai này, đó là ngày của Chúa. Ngày hôm qua chúng ta đã có một cái ngày phước hạnh khi chúng ta được thờ phượng, chúng ta được dầm thấm, chúng ta được cầu nguyện và chúng ta cũng được nghe lời của Đức Chúa Trời. Theo ai? Chúng ta đã biết chắc chắn rằng chúng ta theo ai. Tại sao chúng ta theo Chúa? Bởi vì Kinh Thánh nói rõ Chúa có lời của sự sống đời đời. Vì Ngài có lời của sự sống đời đời cho nên chúng ta theo Ngài. Còn nếu mà chúng ta theo con người thì một lúc nào đó con người thay đổi, chúng ta cũng sẽ bị ngã quỵ. Tất cả con người chỉ là tạo vật, mà con người là tôi tớ của Chúa, những người gọi là quản gia của Chúa. Và trong thân thể của Chúa thì có rất nhiều chi thể, và mỗi một chi thể đều có cái công năng của cái chi thể đó. Có cái chi thể là mắt để nhìn, để quan sát. Có chi thể là mũi để ngửi. Có chi thể là miệng để nói. Có chi thể là tai để làm việc và giúp đỡ, vân vân. Và những cái chi thể đều hoàn thành đúng cái chức năng của nó ở trong cái thân thể lớn của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi và mấy chị em không một ai trong chúng ta gọi là ở dưng hay là không có kết quả. Tất cả chúng ta đều có kết quả. Tất cả chúng ta đều có một cái chức năng đặc biệt ở trong thân thể của Đấng Christ. Có thể có người trẻ tuổi, năng động, mạnh mẽ. Chúng thấy họ hoạt bát, họ hướng dẫn thờ phượng, họ hát thật là hay. Nhưng cũng có những người lớn tuổi, họ không thể làm được cái việc đó. Nhưng họ là người trung tín để cầu thai. Thì cái việc cầu thai đó cũng tương đương với cái điều mà những cái ta lân mà chúng ta có để dâng lên cho Chúa. Cho nên đừng bao giờ một ai gọi là tự đánh giá thấp mình, nhưng không phải là sự kiêu ngạo. Nhưng chúng ta nhận biết được rằng con đều có giá trị ở trong thân của Chúa. Amen. Xin bà chị em nói là con là người có giá trị trong thân thể của Chúa. Con không có ở dưng. Chúa đặt để con trong thân thể của Ngài để hoàn thành sứ mạng lớn lao. Chờ ngày của Chúa. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái phân đoạn kinh thánh này với chủ đề đó là ngày của Chúa. Hoặc là cái chủ đề dài hơn đó là chuẩn bị gì cho ngày của Chúa. Và cái ngày của Chúa đấy là ngày gì vậy? Chúng ta bắt gặp ở trong kinh thánh, có những lần kinh thánh ghi lại về ngày của Chúa. Chúa Giê-xu cũng từng nói về ngày của Ngài. Ngài sẽ đến như kẻ trộm hay Ngài sẽ trở lại. Ngài hứa rằng Ngài đi và Ngài sẽ trở lại. Ở trong sách Tê-sa-lô-ca thứ nhất chương 5 câu 2 thì chúng nói rằng là ngày của Chúa cũng đến như kẻ trộm. Hoặc là ở trong Phi-líp thứ nhì chương 3 câu 10 thì Chúa cũng nói là ngày của Chúa đến. Nó như là tiếng sấm vang rầm và khiến cho trời đất này qua đi. Và ở trong sách Khải Huyền chương 1 thì sứ đồ Giăng nói rằng vào ngày của Chúa thì Thánh Linh của Chúa Ngài hiện đến và Ngài dẫn dắt ông, Ngài bày tỏ cho ông những cái việc sẽ xảy đến trong tương lai. Ê-sê-chi-ên cũng được Chúa Ngài đưa ông để nhìn thấy những cái khải tượng ở trong ngày của Chúa. Cho nên vì vậy ngày của Chúa ở đây nó mang cái ý nghĩa kép, và có thể là cái ý nghĩa đó là trong một cái giai đoạn nào đó. Nhưng mà ngày của Chúa mà tôi muốn chia sẻ hôm nay đó là trước khi ngày vĩ đại của Chúa Ngài trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài và Ngài thiết lập lại sự trật tự ở trên thế giới này. Đối với một nguyên thủ quốc gia, trước khi họ đi đến một cái quốc gia nào đó thì họ có một cái đội gọi là đội dọn đường. Chúng ví dụ như vừa rồi tổng thống Biden qua Việt Nam
Thì trước đó cả tháng trời thì có một những cái đội đi đến để họ quan sát, họ sắp xếp cái nơi để cho tổng thống đến. Và tất cả những cái chương trình, những cái kế hoạch trong những ngày mà tổng thống Biden đến Việt Nam thì đã chuẩn bị một cách rất chu đáo để cho khi các nguyên thủ quốc gia họ gặp nhau, họ chỉ đến và họ công bố cái điều đó ra mà thôi. Thấy ông bà chị em, thì ngày mà Chúa Giêsu ngày trở lại, ngài đã và đang chuẩn bị không? Có không ạ? Có. Và đến ngày đó thì Chúa chỉ tuyên bố cái sự đắc thắng của ngài và cho hội thánh của Chúa. Thật ra Chúa Giêsu ngài đã đắc thắng sự chết. Tại thập tự giá ngài đã tuyên bố sự đắc thắng đó. Ngài đã sống lại từ trong vòng kẻ chết và khiến cho tất cả những người nào tin ngài thì dầu cho chết rồi thì người đó vẫn được sống. Ở đây ngài của Chúa ở đây nói đến cái thời đại mà Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại. Này ta sai sứ giả ta, ngươi sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nay ngài đến, Đức Chúa Trời vạn quân phán vậy. Ở đây khi nói về thiên sứ của sự giao ước hoặc là nói về thiên sứ của Đức Chúa Trời ở trong Cựu Ước, chúng ta đọc mà chúng ta bắt gặp cái từ thiên sứ của Đức Chúa Trời thì ông bà chị em hãy nhớ rằng đó đang nói về Chúa Giêsu. À, không phải nói về thiên sứ như là Gabriel hay là Michael, không phải, mà đó là nói về Chúa Giêsu. Ví dụ trường hợp của Môi-se là Môi-se chăn chiên cho Giê-trô, cho cha vợ của mình, thì thình lình thấy một cái bụi gai đường cháy và không tàn, và ông tẻ bước đến đó thì Kinh Thánh ghi là gì? Thiên sứ Đức Giê-hô-va từ trong cái bụi cây gai cháy đó phán bà ra. Mà thiên sứ Đức Giê-hô-va đó là hình ảnh thấy được của một Đức Chúa Trời không thể thấy được. Vì sao con người chúng ta không thể thấy được Đức Chúa Trời? Bởi vì con người chúng ta là tội lỗi mà Đức Chúa Trời là thánh khiết, cho nên con người không thể tự có thể thấy được mặt của Chúa. Thời của Môi-se thì Môi-se mong ước rằng được nhìn thấy Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng là gì? Nếu ngươi thấy ta thì ngươi chết, không ai thấy ta mà còn sống. Nhưng mà được rồi, ở đằng kia nó có một cái tảng đá, ta sẽ đặt ngươi trong tảng đá và ta giấu ngươi ở trong cái bọng đá. Mà khi ta đi ngang qua, ta hô danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ nhìn thấy ta, nhưng mà tay của ta sẽ che lại và ngươi chỉ thấy cái sau lưng của ta mà thôi. Và Môi-se đã được Chúa đặt lên vần đá và ở trong cái bọng đá. Và tại đó khi Chúa đi ngang qua, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, thì ngài lấy tay ngài che mặt lại, Môi-se chỉ nhìn thấy ở phía sau ngài mà thôi. Nhưng Môi-se nhìn thấy được vinh hiển của ngài. Anh xem biết ngày hôm nay trong giao ước mới, toàn bà chị em có thể nhìn thấy Chúa được không? Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt được không ạ? Không, chỉ có các môn đồ đầu tiên có thể thấy Chúa bằng xương bằng thịt. Nhưng khi Chúa ngài hóa ra hóa hình thì ngài là một thân thể vinh hiển đầy vinh quang như mặt trời, đến nỗi là Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ phải té sắp xuống vì không chịu nổi vì cái sự vinh quang đó. Đó chính là hình ảnh không thấy được của ngài. Trong khải quyền thì sứ đồ Giăng đã nhìn thấy cái khải tượng là mắt ngài như ngọn lửa, chân như đồng sáng, và ánh sáng của ngài như là mặt trời soi sáng hết sức. Và khi nhìn thấy ngài thì Giăng đã sắp xuống, mà trên miệng của ngài có thò ra lưng hai lưỡi. Đó là hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va ở trong Cựu Ước. Và cái sự vinh quang đó chúng ta thấy ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy được vinh quang đó là gì? Khi chúng ta đặt đức tin của mình ở trên vần đá và chúng ta được giấu ở trong cái bọng đá trong thuộc linh, chúng ta sẽ nhìn thấy được vinh quang đó. Vậy thì vần đá mà ông bà chị em mà đứng lên đó là gì ông bà chị em? Đó chính là Chúa Giêsu. Ở trong Timôthê, xin lỗi, Côrintô thứ nhất chương 3 câu 11, vì không ai có thể lập một lần đá khác ngoài là đã lập là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng được gọi là vần đá của mọi thời đại. Khi dân Israel uống nước từ vần đá chảy ra ở trong Cựu Ước, thì ở trong Côrintô thứ nhất chương 10 cho chúng ta biết rằng, câu 3 câu 4 cho biết rằng là vần đá đó tức là Đấng Christ. Vậy thì đức tin của con bà chị em được đặt trên Chúa Giêsu và được đặt trên lời của ngài. Một cái điều kiện nữa để có thể thấy sự vinh hiển của Chúa đó là Môi-se được giấu ở trong cái bọng đá. Đức Chúa Trời giấu Môi-se, đặt Môi-se trên tảng đá, nhưng mà giấu Môi-se trong cái bọng đá.
Cái bọng đá này trong nguyên nghĩa của tiếng Hebrew có nghĩa là cái nơi riêng tư, nơi kín mật, nơi mà chỉ có người đó với Chúa trong cái một sự tương giao. Cho nên có những người đứng trên vầng đá nhưng không có giấu mình ở trong bọng đá thì chúng ta ít thấy sự vinh hiển của Chúa. Vậy thì khi nào anh chị em ở trong bọng đá? Đó là lúc mà chúng ta có thời gian riêng tư mà cầu nguyện với Chúa, phải không? Chúng ta riêng tư để nghiên cứu lời của Chúa. Chúng ta riêng tư để suy gẫm lời của Chúa. Vì lúc bấy giờ chúng ta không để những cái điều chung quanh chi phối chúng ta. Chúng ta không để việc làm, chúng ta không để điện thoại, chúng ta không để vợ, không để con, không để chồng chi phối chúng ta. Và chúng ta được ở riêng với Chúa trong một cái khoảng thời gian nào đó. Ông bà chị em đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, bắt đầu chúng ta sẽ nhận được những cái lẽ thật. Và chính lẽ thật đó bày tỏ vinh hiển của Chúa ngay ở trong giao ước mới này. Ngày hôm qua một số ông bà chị em chứng kiến khi cầu nguyện, lúc mà cầu nguyện cho cô chính, ông bà chị em chứng kiến cô rất là khỏe, cô bình thường, cô nói gì giờ đào đầu như lại bị nhức cái chân. Cái chân nhức là chỗ nào ở quên này. Dạ. Rồi ngày hôm qua cầu nguyện cho ai mà gọi là cổng cái sớ. Ngày hôm qua. À cô Minh. Cô Minh nay không có đi cầu nguyện. Dạ. Cô nói sao mà nó đau ở trên cái vai, nó chạy nó trì xuống. Thì khi mà thờ vườn Chúa thì Chúa bày tỏ ra đó là ngày xưa cổng cái sớ để cho ông thầy ông phán bùa lên không xuống này để cái sớ, rồi bà mẹ chồng đưa tên cho chồng vợ con cái đồ để cho đọc cái sớ đó. Và mình sẽ biết ở trong chùa đó nó có một cái hai cái ông gọi là hộ pháp. Và khi tên tuổi của mình mà gửi vô trong chùa đó, họ mới đặt dưới cái chân của cái tượng hộ pháp đó, bắt đầu họ tụng kinh để cho hộ pháp đó là bảo vệ cái người đó. Nhưng mà chúng ta thấy nhìn hai cái mặt ông đó, một ông dữ với ông hiền ha, mà rất là khủng khiếp. Thì tà linh nó hợp pháp, khi chúng ta đồng ý như vậy tà linh nó hợp pháp, nó cai trị. Nhưng mà khi mà đặt tay lên, ông bà chị em thấy cầu nguyện rất là bình thường. Nhưng khi mà tôi truyền lệnh cho tà linh nó phải lộn ra để nó phải ra khỏi người đó, thì nó cứng cỡ nào nó cũng phải quy sụp trước mặt Chúa. Và ngày hôm qua người chị em chúng ta được giải cứu, và chị cô được chữa lành một cách hoàn toàn, được khỏe mạnh luôn hoàn toàn ngày hôm nay. Bởi vì sao? Sự vinh quang của Chúa ở trên đời sống của cô. Để chúng ta thấy, khi chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta thấy ủa tôi thấy hát cái mấy bài này có gì đâu mà gì. Nhưng mặt Chúa hứa rằng Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự của Ngài. Chứ đừng bao giờ coi thường cái sự ngợi khen, đừng bao giờ coi thường cái sự thờ phượng. Tôi thấy có những người chỉ quan tâm đến khi nghe lời Chúa thôi, còn ngợi khen thờ phượng thì họ không có quan tâm. Nhưng mà sự thờ phượng ngợi khen thì Chúa nói là Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự của Ngài. Còn chúng ta nghe là Chúa là khi chúng ta ngợi khen thờ phượng mà chúng ta được giống như là cái mảnh đất được làm cho nó sạch, làm cho tơi xốp, và khi lời của Chúa được gieo trồng vào thì nó mọc lên, nó có kết quả. Cho nên cái giờ nào trong lúc mà chúng ta đang dành việc riêng để cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Chúa luôn luôn là nó có giá trị. Chúng ta được ở trong cái sự hiện diện của Chúa như vậy thì chúng ta thấy rằng là vinh quang của Chúa sẽ thể hiện ra trên đời sống của chúng ta. Yeah. Trở lại đây nói gì? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gọi là thiên sứ giao ước mà các ngươi trông mong. Chúng ta biết dân Israel đã trông mong đấng Mê-si-a. Và cho đến ngày hôm nay họ vẫn trông mong đấng Mê-si-a. Do Thái giáo họ vẫn trông mong đấng Mê-si-a. Bởi vì họ tin rằng đấng Mê-si-a đến để thiết lập lại đất nước Israel và cai trị cho Israel. Và đối với họ thì đấng Mê-si của họ là phải quy nga và phải sanh ở trong cung điện, chứ không phải là đấng Mê-si của họ sanh trong chuồng chiên bán cỏ. Cho nên khi Chúa Giê-xu Ngài xuất hiện và Ngài bắt đầu thi hành chức vụ thì họ không có chấp nhận Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a. Cho đến ngày hôm nay họ vẫn tìm, họ vẫn chờ. Dân Israel vẫn đang chờ đó ông bà chị em. Một số dân Israel cứng lòng vẫn tiếp tục đang chờ, nhưng một số dân Israel đã đầu phục Chúa và đã tin nhận Chúa. Và gọi là gì? Là thiên sứ của sự giao ước. Chúng ta xem ở trong sách Hebrew chương thứ 8. Hebrew chương thứ 8 câu số 6. Hebrew chương 8 câu số 6 chúng ta có nhỉ? Rồi chúng ta đọc chung với nhau. Nhưng Amen. Dạ. Yeah. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta. Ngài được một chức vụ cao trọng hơn. Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, và giao ước ấy đang lập trên lời hứa tốt hơn. Cho nên Chúa Giê-xu chính là thiên sứ của giao ước.
Ngài là sứ giả giao ước. Cái từ thiên sứ đây còn có nghĩa là sứ giả. Ngài là sứ giả của giao ước. Ngài đứng bảo lãnh giao ước. Cho nên khi con và chị em tin nhận Chúa là chúng ta đang ở trong giao ước và được Chúa bảo lãnh cái giao ước đó. Để chúng ta không có sợ hãi, bởi vì chính Chúa Ngài là đấng hằng sống, cho nên Ngài bảo lãnh đảm giao ước một cách đời đời. Còn các thầy tế lễ thì chỉ có một thời gian và họ cũng phải chết, cho nên họ không thể bền đổ để giữ được giao ước. Chúng ta xem Hebrew đoạn 7 câu 25. Tôi sẽ đọc từ câu 23 đến 25 luôn chị em. Đoạn 7 từ câu 23 đến 25 Hebrew. Rồi chúng ta cùng bắt đầu. Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. À, chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài là sứ giả của giao ước và có giá trị đời đời. Bởi vì Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúng ta tin Ngài, chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa, chúng ta dâng đời sống mình trong tay Chúa, nó có giá trị đời đời. Giá trị thánh hóa của Chúa cho chúng ta cũng đời đời. Giá trị cứu chuộc của Chúa cho chúng ta cũng đời đời. Giá trị xưng công chính của Chúa cho chúng ta cũng đời đời. Cho nên lúc đó chúng ta bị mặc cảm tội lỗi, chúng ta không dám đến gần Chúa. Nhưng cái mặc cảm tội lỗi đó không phải là do Chúa chỉ ra cho chúng ta, mà cái mặc cảm tội lỗi là do cái trái cây biết điều thiện điều ác nó chỉ ra. Adam và Eva chưa ăn trái cây biết điều thiện điều ác, có mặc cảm tội lỗi không? Ông bà vẫn đang lỏ lộ trần truồng đó, nhưng mà có lỏ lộ không? Có cảm thấy mình xấu hổ không? Nhưng đến khi phạm tội thì sao? Chính trái cây biết điều thiện điều ác chỉ cho ông bà thấy mình lỏ lộ, thấy mình mặc cảm tội lỗi. Sự mặc cảm tội lỗi không phải đến từ Chúa. Mặc cảm tội lỗi đến từ ma quỷ, kiện cáo, và nó khiến cho chúng ta bị mặc cảm. Cho nên tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi sự mặc cảm đó. Bởi và Ngài là đấng đảm bảo giao ước đời đời cho tôi hoàng biên bà chị em. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp ở trong câu số 2 của Malachi. Nhưng ai sẽ đương nổi trong ngày Ngài đến? Vì ai sẽ đứng nổi được? Vì ai đứng được khi Ngài hiện ra? Dạ. Nếu không có giao ước mới, nếu không có giá chuộc của huyết, thì tôi với bà chị em có thể đứng nổi trước sự hiện diện của Chúa không? Chúng ta chết ngay. Chúng ta biết ngày xưa các thầy tế lễ họ lúc nào họ cũng phải cầm huyết ở trên tay, huyết của con sinh vật, và chính huyết của con sinh vật đó thay thế cái mạng của họ. Kể cả Môi-se, khi Môi-se đi vào trong nơi chí thánh thì trên tay của Môi-se cầm một cái lư hương bằng vàng, và cái hương gọi là hương thánh để vào đó để dâng hương cho Chúa. Và trên tay của Môi-se phải có huyết của sinh tế, để huyết đó có giá trị chuộc tội cho ông và chuộc tội luôn cho cả dân sự. Ông phải cầm cái huyết đó trên tay để mới đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mà trong cựu ước rất là nghiêm, nếu đứng trên cái bàn thờ dân của lễ tiêu mà nếu dân lửa lạ thì cũng bị chết. Trong giao ước mới thì chúng ta làm sao để đến gần Chúa được ông bà chị em? Hebrew đoạn 10 câu số 19 ghi như thế này: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Tôi bà chị em khi tin nhận Chúa, lập tức chúng ta có giá trị của huyết Ngài để chúng ta bước vào trong nơi chí thánh. Sự hiện diện của Đức Trời, sự vinh quang Trời và sự thánh khiết Trời vẫn tuyệt đối từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Nhưng mà trước đây thì các thầy tế lễ không thể vào được nếu không có huyết. Mà ngay cả nơi chí thánh chỉ một năm một lần thầy tế lễ thường phẩm mới được vào đó một lần mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta đều có thể vào trong nơi chí thánh bởi nhờ huyết chiên con Ngài, như bài hát chúng ta hát hiện nay. Và đôi khi ông bà chị em có để ý không, khi chúng ta có giá trị của huyết ở trên đời sống của mình và chúng ta thấy mình vào trong nơi chí thánh rất là dễ dàng, chúng ta ra khỏi nơi chí thánh cũng rất là dễ dàng. Tôi đang nói về thuộc linh. Chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa rất là dễ dàng, lập tức chúng ta có thể đứng trong sự hiện diện của Chúa ngay. Và đôi khi quá dễ dàng, chúng ta lại quá coi thường về cái sự hiện diện của Chúa, hay là những lúc mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Dù muốn dù không, tôn bà chị em luôn luôn có huyết của Ngài rồi. Vì khi nó tin nhận Chúa là chúng ta có cái dấu chứng của huyết rồi.
Và Thánh Linh của Đức Trời đã ấn chứng trong lòng tôi và chị em đến ngày cuối chuộc. Chuyện qua sau khi ở đây chúng ta thờ phượng xong tất cả các thứ, rồi tôi họp xong thì ở dưới kia có một vị bác sĩ mà tôi đã nói với anh em đó. Tôi gửi cho quyển sách đọc và tôi làm chứng trong cái đợt trước, cách đây khoảng 2-3 tuần. Và bây giờ thì ông đã đọc cái quyển Tân Ước và cái quyển bạn những điều bạn cần biết, khá là hay. Và khi ông đọc xong thì hôm qua anh đến và nói rằng là hôm nay tôi muốn quyết định, tôi chọn, tôi tin nhận Chúa. Và tin nhận Chúa xong tôi giải thích cho anh. Anh nói là tôi muốn được báp têm bằng nước luôn. Và tôi giải thích cho anh về báp têm bằng nước có nghĩa đồng chết, đồng chôn với con người cũ của mình, và ra khỏi nước là đồng sống lại với Chúa cho nên con người mới. Và ngày hôm qua anh cùng với là một em nữa ở trên Tây Ninh xuống, tức là con của em Thảo ở Tây Ninh, cháu tên là hình như gì Phát hay gì. Thì cảm ơn Chúa, chúng tôi đã làm báp têm chiều tối ngày hôm qua ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Ông bà chị em có tin rằng cái ông bác, anh bác sĩ đó đó đủ tiêu chuẩn để bước vào nơi chư thánh không ạ? Đúng không? Nhờ cái gì ạ? Nhờ huyết. Vì anh đã tin nhận Chúa, anh mở lòng ra, con tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của anh. Thì ngay lập tức, tôi nói bà chị em ngay lập tức có giá của huyết, mà giá đó ấn chứng đời đời trong chúng ta. Mà chị em đừng bao giờ coi thường và đừng bao giờ quên cái giá của giao ước này, cái dấu chứng của giao ước này. Đời đời. Không phải đợi anh chị em xin huyết Chúa bao phủ thì mới có huyết đâu. Bởi vì huyết đó là đời đời cho anh chị em rồi. Có giá trị đời đời trong bà chị em. Một lần đủ cả hay là phải xin huyết nhiều lần? Chúa chết mấy lần? Nhưng mà nói là khi chúng ta xin huyết là chúng ta đóng đinh Chúa lần nữa, đúng không? Mỗi lần chúng ta cầu nguyện Chúa ơi xin huyết Chúa bao phủ, có nghĩa là chúng ta đâm cái lấy huyết hả? Khi mà chúng ta cầu nguyện, tôi nói bà chị em, tôi đã giảng cái bài giá trị của huyết và trên mạng để cho mọi người cùng xem. Là khi chúng ta tin nhận Chúa là chúng ta có dấu huyết, dấu của huyết, gọi là dấu ấn của giao huyết. Dấu ấn huyết. Và chúng ta được cái dấu ấn đó đời đời. Khi chúng ta cầu nguyện mà xin huyết bao phủ, có nghĩa là chúng ta không tin rằng huyết có giá trị đời đời, chúng ta mới xin thêm, đúng không? Có đúng không? Tôi nói trong trường Kinh Thánh là tôi dạy hết vấn đề này, tôi đã nói rất kỹ vấn đề này. Vậy đó, sẽ chừng về rồi xong. Giống như con cua đó đi học, mỗi ngày kia thì gia đình cua phải cử một đoàn cua đi học là nhà thỏ để mà đi đứng, đi tới. Và thế là học nhà thỏ đi tới, cua nó cũng đi tới. Và ngày kia thì tốt nghiệp đưa nhà cua tốt nghiệp học bởi nhà thỏ, đưa về. Và khi về tới nhà vừa gặp cô cha, cô mẹ, cô ông, cô bà, cô cố, cô chắc, cô chích gì đó, thì tự nhiên cái nó quên luôn, nó không còn đi thẳng nữa mà đi ngang lại. Đôi khi cái thói quen của chúng ta. Và tôi đặt câu hỏi cho anh chị em, có phải khi chúng ta cầu nguyện xin huyết Chúa bao phủ là chúng ta không tin huyết Chúa có giá trị đời đời, đúng không? Còn nếu chúng ta tin huyết của Chúa có giá trị đời đời thì chúng ta có cần xin thêm không? Ví dụ như anh chị em cầu nguyện để mà giải cứu cho người ta đó. Chúa ơi xin Chúa ngày chữa lành cho này, Chúa ơi xin Chúa ngày giải cứu người này, Chúa ơi xin Chúa ngày đuổi con quỷ ra khỏi người này. Tôi đốt bà chị em trọng bà chị em cầu nguyện tới Tết còn chưa ra. Lý do tại sao? Vì Chúa trao cái quy quyền cho mình rồi. Bảo đảm với công an giao thông mà nó kia nó thổi mình lại, cái nó gọi điện cho sếp. Sếp ơi cái lỗi này thì nó có nên phạt không sếp? Hay là nó đứng đó nó phạt? Đứng nó phạt chứ. Có lần kia lúc mà bắt đầu mới kêu đội nó bảo hiểm, bữa đó tôi quên đội. Thổi tôi vô. Cái lỗi phạt bảo hiểm của anh là 40.000. Thời điểm đó, 2004 hả? Là 304 gì đó, 40.000. Tôi nói anh à, tôi cũng đi vội quá, tôi quên đòi đóng bảo hiểm. Thì bây giờ quên thì giờ tôi phạt đấy. Tôi mới chỉ ra ở ngoài đường ta đang chạy, hàng trăm người không đòi đóng bảo hiểm. Nói anh thấy không, hàng trăm người không đòi đóng bảo hiểm mà sao anh không chịu phạt, mà sao anh phạt tôi? Anh nói thì bây giờ tôi phạt anh rồi tôi sẽ phạt từ từ tới họ. Cái ông làm biên bản, cái tôi mới nói như thế này. Thì thôi thì anh cứ phạt đi, theo thẩm quyền của anh cứ phạt đi. Ừ đúng như vậy, tôi có quyền đó, tôi phạt anh. À ngon chưa? Công an này đâu cần phải xin ông sếp đâu, vì công an này đang có quyền. Cho nên cái thẩm quyền chúng ta có trong Chúa. Anh em đứng ra là chúng ta có thể có quy quyền cho ma quỷ mà chúng ta đuổi nó đi. Và cái thẩm quyền đó nói về vấn đề huyết cũng vậy. Anh chị em có đủ cái quy quyền và đủ cái giá trị của giá của sự cứu chuộc để anh chị em bước vào nơi chị thánh. Đừng xin những gì mà Chúa đã cho rồi.
Giả sử như tôi đưa cho con tôi cái thẻ ATM, con, ba cho con đưa cái thẻ ATM, con cần gì thì con chỉ cần quẹt vô một cái là con mua được rồi. Cái con tôi cầm ATM bỏ vô túi, cái chừng nó đi, nó nói, ba cho con tiền. Ủa tiền gì con? Thì ba cho con tiền đi, con không có tiền. Trong thẻ ATM này, không, con không thấy tiền trong ATM. Trong ATM có tiền. Không, con không thấy tiền. Ba cho con tiền đi. Thì sao ạ? Anh chị em làm gì đó đứa con này? Lấy lại ATM luôn, khỏi sử dụng luôn à. Nên cái điều mà chúng ta đã có rồi mà tại sao chúng ta cứ xin hoài vậy anh chị em? Giá của sự chữa lành cũng vậy. Có chưa? Chúa kêu chúng ta công bố sự chữa lành, chứ không phải Chúa kêu chúng ta xin sự chữa lành. Thì sự chữa lành có rồi. Bởi lần đòn của Chúa chịu chúng ta đã được chữa lành rồi. Sứ đồ Phi-rơ đi gặp một cái người, một người bị bệnh đau bại 8 năm. Ê nê, ông đến ông nói rằng là hỡi ê nê, Chúa Giê-xu đến đã chữa lành cho ngươi rồi, đứng dậy bắt giường đường, dọn dẹp giường ngươi mà đi. Và bà bật, bà ngồi dậy. Tôi đã nhìn thấy quyền năng siêu nhiên của Chúa, chỉ cần bằng cái lời nói ra và lập tức nhận được sự chữa lành rất nhanh. Nó không có phải như chúng ta phải năn nỉ chậm chậm chờ chờ, rất nhanh, như là một cái tia điện nó chạm đến vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được cái giá trị mà chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta trở lại ở đây thấy gì? Không ai có thể đương nổi ngày ngày đến khi ngày hiện ra. Bởi vì nếu chúng ta không có giá của huyết thì không một ai đương nổi cái ngày của Chúa cả. Cho nên tôi và chị em đều có cái dấu hiệu của Chúa và chúng ta ra mắt Chúa. Chúng ta không cần phải trình cái thẻ để mà đi vào. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta đã có cái dấu hiệu đó rồi. Anh chị em biết ngày hôm nay á, khi mà chúng ta đi vào một cái thang máy thì có cái thẻ như này. Tôi nói sự thiệt sự, ngày xưa tôi có một lần tôi đi vào cái thang máy và tôi đi và tôi cứ bấm sao nó cứ chạy lên chạy xuống hoài, nó không mở cửa ra. Nó không mở cửa đúng mà cái tầng tôi muốn ra. Thì cuối cùng tôi mới gọi điện cho cái người mà, tại vì tôi nói tôi biết chỗ tôi có thể lên được. Tôi gọi cho người đó, nói ủa sao kỳ vậy, sao tôi không có vào được cái tầng của anh. Nói ờ thì đúng rồi, là chỉ có được vào cái thang máy và chỉ có cái tầng cuối cùng là thang máy nó mở ra cho thôi. Còn tất cả các tầng đều phải có một cái mã số, quét lên một cái thì bấm số mới được. Thì người đó kêu thôi tôi ở đó đi, rồi ra họ đưa tôi vào, họ vào thang máy, họ đưa tôi vào. Nó phải có một cái mã nó đưa ra quét một cái. Ngày nay anh chị em biết rằng nếu ai lái xe thì biết rồi đó, đi ngang qua cái trạm thu phí. Tôi nhớ lúc mà tôi gắn cái con chip đó thì tôi mới lừa các con của tôi. Tôi nói con, xe của mình là xe đặc biệt, đi ngang trạm thu phí nó không có thu phí mình, bà chỉ cần chào một cái là nó mở ra cho mình đi. Cái thiệt má, thiệt không má? Tôi nói nè con này nha, chạy vừa tới. Tôi nói chào, tôi biết tôi canh nó cái khoảng nào nó đọc cái thẻ rồi. Thì chào cái cửa nó mở ra, wow, xe của mình quá hay. Giờ nó biết rồi, không có lừa nó được nữa. Nhưng mà xe của tôi tại sao tôi có thể đi ngang qua trạm được? Bởi vì tôi có một cái con chip. Và tôi chỉ cần đi ngang qua thì cái máy kia nó đọc thấy cái con chip mà nó mở lên và tôi được đi qua. Nhưng mà trong cái con chip đó, trong cái tài khoản ngân hàng đó tôi phải có tiền. Còn nếu tôi không có tiền thì sao? Nó cũng không cho qua luôn. Nó đọc là nó đọc, nhưng mà nó đọc nó thấy không có tiền, nó không cho qua. Cho nên anh chị em, tôi thấy có nhiều lúc chúng ta cũng là coi như ta có cái giao ước của Chúa đó. Nhưng mà đôi khi ông bà chị em ít có vào, ít có ra, ít có bước vào trong nơi thiêng liêng. Và có những lúc chúng ta đến mà chúng ta lòng trọng, chúng ta không biết phải xử lý như thế nào, đúng không? Có lần kia cái thẻ của tôi nó không đọc. Đến chừng coi lại là lúc mình đang rửa xe, già nó văng mất hết một cái miếng. Trên chạy nó không đọc. Nó không quẹt, nó không đọc được mật mã. Cho nên chị em thấy rằng là đối với con người còn đã chế tạo ra được những thứ đó, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có một cái dấu hiệu để chúng ta có thể ra mắt Chúa mà không có sự định tội. Đó là dấu hiệu của huyết. Tiếp theo chúng ta thấy ở đây là cái ngày mà Chúa ngày trở lại đó, thì chúng ta thấy có hai cái tòa. Một là cái tòa án của Đấng Christ. Thì cái tòa án này là cái tòa án mà tất cả
cả những người tin Chúa sẽ ứng chức tòa của Đấng Christ. Thì tại đây chúng ta được ban thưởng. Tại đây không có sự phán xét. Ít hay nhiều là được ban thưởng. Nhưng một cái tòa thứ hai gọi là cái tòa án lớn và trắng, đó là tòa mà phán xét chung cuộc tất cả những người không ghi tên trong sách sự sống, và Satan đều bị quăng vào trong hồ lửa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, tôi và chị em là người không có ở trong cái tòa đó. Nhưng mà chúng ta sẽ ở trước tòa gì? Tòa án của Đấng Christ. Yeah. Ở đây đang nói về tòa nào đây? Tôi xin đọc lại cái phần này. Nhưng ai sẽ đứng nổi ngày đến? Và ai sẽ đứng được khi ngày hiện ra? Vì ngày giống như lửa của thợ luyện, như cho thợ gặt, thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Vậy thưa ông bà chị em, tòa này là tòa nào ạ? Đấng Christ này là tòa án trắng ạ. Bởi vì tòa án trắng không còn cơ hội nữa đâu. Đến tòa án trắng là không còn cơ hội. Nhưng tại tòa án Đấng Christ này, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là gì? Trước khi ngày của Ngài đến thì Ngài sẽ làm gì? Ngài làm gì ông bà chị em? Những điều mà Ngài sẽ làm như sao? Thứ nhất, Ngài giống như lửa của thợ luyện. Thứ hai, Ngài giống như cho thợ giặt. Thứ ba, Ngài như kẻ luyện bạc làm cho sạch. Ngài chùi các con trai Lê-vi làm cho nó sạch như vàng và bạc. Trước khi ngày của Chúa đến. Trước khi ngày của Chúa đến. Thì chúng ta hãy nhớ, Chúa của tôi bà cho em thờ phượng như là lửa thợ luyện. Chúng ta cùng xem lời Chúa Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 12. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 12. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Ở đây nói về cái nia thì chắc là quý bà lớn tuổi biết cái nia phải không ạ? Ai không biết cái nia hỏi bà Tám. Bà Tám là dành rành cái nia lắm. Ngày xưa chúng tôi là làm lúa đó. Thì khi mà lúa gặt về và đập lúa, sau đó thì bắt đầu phơi cho lúa nó khô. Và khô xong thì chúng tôi lấy cái thúng đựng cái lúa và vác trên vai như thế này. Rồi đứng trước cái ngọn gió hoặc là dùng cái quạt tay bằng cái chiếu. Và chúng ta đúng cái, đứng cái, đúng cái hướng gió nó thổi về thì chúng ta bắt đầu rê nó như vậy. Rê như vậy. Và những cái lúa chắc nó rớt lại xuống đó, còn những bụi và lúa lép nó bay ra ngoài. Chưa hết, bắt đầu nó ở trong cái nia. Thì cái người thợ đó họ làm gì? Họ lấy cái nia mà họ rạc, sải cái nia, sải như vậy. Thì cái lúa lép và chấu đó, nó bay ra phía trước, còn lúa chắc nó đồng lại phía sau. Thì cái ảnh tượng mà Kinh Thánh ghi đây, Ngài cầm nia mà rê thật sạch sân lúa mình, Ngài chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Dạ. Chúa của chúng ta là đấng rất công bình. Giá chuộc thì bằng nhau, nhưng phần thưởng khác nhau. Tại vì giá chuộc là giá của huyết, nhưng phần thưởng đó chính là những điều mà chúng ta làm việc lành trong Chúa Giê-xu. Nếu như chúng ta cứ chạy ba vơ đánh gió thì liệu đến lúc chúng ta có nhận được phần thưởng không? Cho nên ở đây nói là gì? Tay Ngài cầm nia mà rê cái thân, cái sạch sân lúa của mình. Tại vì Ngài sẽ làm như vậy để những cái lúa mà nó chắc đó, nó được trữ ở một nơi đặc biệt nhất, để có thể dành cho vụ mùa kế tiếp. Mà cái lúa chắc đó là cái lúa mà giá cao nhất. Còn lúa lừng, lúa lép là hoặc là bụi hoặc là rơm rạ sẽ bị đốt. Trong trời mới, đất mới và Jerusalem mới cũng giống như vậy đó. Không phải tất cả mọi người tin Chúa đều được vào Jerusalem mới, nhưng tất cả mọi người tin Chúa đều ở trong trời mới và đất mới. Nhưng mà nếu chúng ta không có một đời sống tinh sạch, chúng ta không có đời sống thánh khiết theo hành vi,
Thì anh chị em, chúng ta không thể nào được vào trong nơi thành thánh Jerusalem mới được. Mà muốn vào đó thì phải ăn cái lá cây sự sống để mới có thể đủ sức để được vào ở trong thành Jerusalem. Còn cái trái thì ai ăn? Dân trong thành ăn. Bây giờ bà cho em thích ăn trái hay ăn lá? Mà ăn trái thì dành cho người vâng phục, phải không ạ? Cho những người kính sợ Chúa, cho những người chịu Chúa luyện tập, cho những người chịu Chúa tôi luyện, cho những người chịu Chúa chui. Tại đây có những cái động từ mà chúng ta thấy được Kinh Thánh ghi lại. Ngài ngồi như kẻ luyện bạc, làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho nó sạch như vàng và bạc. Những cái động từ như là gì? Chùi hoặc là luyện, làm cho sạch. Theo anh chị em thì chùi có đau không ạ? Quý bà vào dịp nào thì hay chùi nồi ạ? Tại sao phải chùi vậy? Mỗi ngày chúng ta vẫn nấu ăn vẫn sạch mà. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ sạch ở bên trong mà bên ngoài nó không sạch. Hoặc là đôi khi như ngoài nhìn bóng bẩy lắm nhưng bên trong nó không sạch. Chúng ta thấy cái ống khói đèn á. Ngày xưa là đèn dầu á. Ồ, đốt lên cả nhà soi sáng nhà. Nhưng thời gian tự nhiên sao thấy nó tối thui. Chúng ta tưởng hết dầu không phải, châm dầu vô nó vẫn tối. Cho đến khi chúng ta lấy cái ống khói ra chúng ta lao cái sạch trơn và gắn ống khói vô nó sáng. Tỏa. Có bao giờ đời sống của chúng ta cũng cháy dữ lắm ở trong phòng nhóm mà ra ngoài nó đen thui không? Cháy lên là nội mới trong con ngày ơi, nhưng mà ra ngoài tối thui. Nhưng mà gì? Những cái đó thì cần được gì? Chùi. Vậy thì chúng ta được chùi là phước hay là không chùi là phước? Được tỉa là phước hay là không tỉa sữa gì cả, chặn cái răng luôn? Mục đích của việc chùi, việc tỉa để làm gì anh chị em? Để sai trái hơn. Cho nên khi anh em bắt đầu hầu vì Chúa, kết quả có nhiều người nói tôi, ủa tại sao tôi tin Chúa, tôi theo Chúa, nhưng mà tôi không có bị năng đề. Nhưng mà bây giờ tôi mới học chuẩn Kinh Thánh xong và tôi đi ra tôi hầu vì Chúa, tại sao gặp năng đề quá chừng vậy? Bởi vì Chúa đang muốn tỉa chúng ta để sai trái hơn. Và không chỉ sai trái về kết quả bên ngoài, nhưng mà sai trái luôn đời sống tinh kính, sai trái luôn cả cái việc mà bông trái thánh linh của Chúa trên sống chúng ta nữa. Cho nên những lúc mà chúng ta chịu được tỉa sữa, phải nói là dùng cái từ là được tỉa sữa, là chúng ta mừng. Khi mà chúng ta gặp năng đề, điều hai vợ chồng đều dừng lại để hỏi Chúa cái điều này Chúa muốn dạy chúng tôi cái gì vậy? Ngài muốn nâng cấp hay là Ngài muốn tỉa sữa chúng tôi? Một cái điều gì mà Chúa chưa đẹp lòng để chúng tôi được cái sự tỉa sữa đó? Và trong lúc tỉa sữa đừng có lầm bầm, hãy vui mừng vì con được tỉa sữa. Cảm ơn Chúa vì con được tỉa sữa. Đây là lúc Ngài yêu con, Ngài muốn, Ngài chùi con. Đó là lúc mà con đạt được phước. Ngài nói Ngài chùi ai chị em? Ngài chùi những con trai Lê-vi. Dòng dõi Lê-vi là dòng dõi được biệt riêng. Dòng dõi Lê-vi được gọi là làm chức thầy tế lễ nhà vua. Dòng dõi Lê-vi là người đang phục vụ Chúa. Cho nên Chúa Ngài phải tôi luyện, Ngài chùi những cái người mà đứng mũi chịu sào, là cái người đứng ra để lo công việc của Đức Chúa Trời, thì Ngài chùi. Chúng ta thì thích chức vụ, nhưng chức vụ đó được Chúa dùng thì Chúa phải luyện đó, phải chùi để chi? Cho nó sạch. Từ cái việc mà chúng ta rao giảng cho đến cái hành vi của chúng ta luôn luôn là được sạch và nó giống nhau. Mục đích thứ hai khi mà chùi hay là luyện, đó là để loại bỏ những cái tạp chất ra khỏi đời sống của mình. Ông bà chị em có nghĩ rằng trong đời sống chúng ta có nhiều tạp chất không? Suy nghĩ có tạp chất không? Lời nói có tạp chất không? Hành vi có tạp chất không? Thì những tạp chất này nó cần phải được loại ra. Tại sao chúng ta có vàng 18, có vàng 10, có vàng 24, có vàng 4 số 9? Mà khi vàng muốn lấy tạp chất ra
thì vàng đó phải qua lửa. Có hai loại lửa. Một loại dùng là để mà luyện, nhưng một loại lửa thứ hai đó là để đốt, để diệt. Cùng là lửa, nhưng chúng ta đốt rác, trăm cái đốt rác cho nó tan rụi hết. Nhưng lửa đó nó nằm ở trong cái bếp của mình thì nó đem lại nấu được đồ ăn ngon. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta không là thành phần ở trong lửa bị đốt cháy địa ngục, mà chúng ta là gì? Ở trong lửa của thợ luyện. Yeah. Ai trong bà chị em đã từng được lửa thợ luyện rồi? Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà anh chị em nhớ một điều nè. Chúng ta giống như là một cái bình á, mình đất sét á. Thấy cái bình kia sao để sao không? Vua sử dụng thích quá. Mới năn nỉ với ông chủ lò gốm. Giờ nắng cho tôi làm cho tôi cái bình y như vậy đi. Ông chủ nói chắc chưa? Dạ chắc. Thế là một ngày kia nó được phơi, được nhào nặn xong nó được phơi, nó có gì đâu khó. Đâu có nặng nề lắm đâu. Ông chủ nói giờ chuẩn bị qua cái giai đoạn quan trọng nha. Cái giai đoạn này được hay không là cho vua dùng á. Dạ được. Mấy hôm nay ông nhào ông nặng tôi thấy không? Ông thấy không? Ngon lành, ngon càng lành càng đào luôn. Bây giờ chuẩn bị để đưa vào trong lò. Thế là cái người thợ đưa những cái bình vào trong lò. Và mới đưa vô trong lò, wow, ôi ấm áp vô cùng. Đưa vô thêm sâu hơn nữa, wow, sâu, hơi nóng. Mà thợ kêu cho lửa lớn hơn nữa, thì lúc bây giờ chịu không nổi, la lên. Đồ, nóng quá, nóng quá, cho tôi ra đi, cho tôi ra đi. Nó ủa chắc lắm mà, nó đang sẽ muốn thành cái bình quý để mà được ông chủ dùng mà. Thôi, nóng quá, chịu không nổi, thế là đem ra. Mới vừa nóng nóng thì cảm thấy im lắm, im ấm lắm, nhưng mà khi vô nóng quá không được, chạy ra rồi à, thôi chạy ra cái khoảng đi, thấy mấy cái kia người ta là lôi duyên lửa vô luôn, và cuối cùng ra và lại thành những cái bình để quý giá, có giá trị cao, lại tiếp tục năn nỉ ông chủ. Ông chủ ơi, đợt này cho con vô lần thứ hai đi ông chủ. Ông chủ hỏi chắc chưa? Dạ chắc. Vào lần thứ hai kỳ này lên cái độ cao hơn một chút. Họ không được ông chủ ơi, nóng quá, chịu không nổi. Sao đụng chạm đủ thứ chân vậy? Sao không vì Chúa sao đụng chạm đủ thứ? Người này nói người kia chỉ trích, người kia lên án đủ thứ chân vậy. Rồi hoạn nạn thử thách còn ăn mì gói không vậy? Chịu không nổi chú ơi. Ho ho cho con ra. Là ra nữa. Ôi, kinh khủng quá, sợ quá. Thì những cái lớp lò, lớp bình khác lại đi vô. Và ra lại là trở thành bình quý. Ở đây nói lần nữa năn nỉ ông chủ ơi, lần này cho tôi vô nữa đi ông chủ. Ông chủ hỏi chắc chưa? Bây giờ tôi hỏi anh chị em có muốn trở thành bình quý cho chủ dùng không? Ai muốn giơ tay lên ạ? Chúng ta quay người bên cạnh hỏi chắc chưa? Chắc chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng là Chúa luyện chúng ta, Chúa cũng tôn trọng chúng ta trong cái quyền quyết định của mình nữa. Nhiều khi tôi thật bà chị em thấy người ta có quyền năng mình cũng thích lắm. Thật ra Chúa đâu có tay vị đâu. Nếu chúng ta dùng, chúng ta xuất phát điểm chúng ta là ai không quan trọng. Nếu chúng ta dám điệt riêng cho Chúa, chúng ta dám chấp nhận, nói Chúa ơi xin Chúa luyện con, tôi luyện con, loại bỏ những chất pha, loại những bộ tạp chất đi, để con có thể đứng trước mặt Chúa, có thể đứng trước mặt dân sự, có thể giúp đỡ cho dân sự của Chúa. Chúng ta thích lắm. Nhưng mà điệt riêng thì chúng ta không có việc riêng. Có hai ngày trong một tháng biệt riêng mà cũng không biệt riêng nổi nữa. Thì nói chi là Chúa ơi con muốn hầu việc Chúa trọn đời, nguyện ở trong nhà của Chúa trọn đời. Đúng, chúng ta đã ở trong nhà Chúa trọn đời hết. Dù đường đi bao trong gai, dù lòng con vẫn không phai. Cái bài gì đó? Chẳng chi dời lòng con yêu Ngài, hiến dân còn trọn cuộc đời con cho Ngài. Nhưng mà mới đưa vô chút xíu cái nóng quá, cho con ra đi Chúa. Đức Chúa Trời vẫn ban phước và sức dầu cho một số người. Đôi khi họ không có phải là một người tài năng lắm, nhưng Chúa lại sức dầu cho họ, ban cho họ. Để chứ vậy, để chúng ta thấy được và chúng ta chưa gieo cái lòng ghen tương ở trong chúng ta. Để thấy, ôi, cái người đó mà Chúa dùng nó, còn con, ta sẽ Chúa dùng con. Chúa cũng sẽ dùng chúng ta. Dùng chúng ta ở trong một cái cấp độ tùy theo chúng ta có để cho Chúa luyện
có để cho Chúa chùi hay không. Ở đây cho chúng ta thấy, Ngài sẽ ngồi và Ngài luyện, làm cho sạch. Ngài chùi các con trai Lê-vi, làm cho nó sạch như vàng và bạc. Ngài chùi các con trai Lê-vi. Đối với những cái bình hay là cái nồi, cái xoăn, cái chảo mà lâu ngày mà chúng ta không chùi, thì đến khi chùi là chúng ta phải ngâm vào trong một cái hóa chất đặc biệt để cho nó mềm ra. Rồi bắt đầu dùng tới cái ba dớ, bắt đầu chà, chẹt, 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 chẹt. Còn nếu cái người mà cứ chùi mỗi ngày á, thì đơn giản lắm, dùng cái bùi nhùi nhẹ đó, chùi một cái hay sao, chùi một cái hay sao. Bây giờ tôi hỏi một lần nữa, anh chị em muốn chùi mỗi ngày hay là chúng ta một năm chùi một lần? Chúng ta dùng mỗi ngày bằng cách là gì? Đọc lời Chúa, lời Chúa chỉ ra. Ô, cảm ơn Chúa, lời Chúa chỉ ra cho con. Chúng ta cầu nguyện dâng điều đó cho Chúa để Chúa thanh tẩy chúng ta. Còn nếu một năm mới chùi một lần thì nói bà chị em đau lắm, xôm xốp xôm xốp, đau lắm. Dạ, đó, giống như mà Thắng là nghe nói sồn sốt là ớn rồi. Xin Chúa cho để chúng ta không chỉ là chúng ta có những ngày chúng ta cầu nguyện ở đây, nhưng chúng ta có một những ngày ở đời sống riêng tư. Anh chị em học lời Chúa một cách riêng tư, để chúng ta có lời Chúa liên tục trong đời sống của mình. Tôi thấy mỗi hội thánh đều đập một cái group, mà mỗi một ngày như vậy đó, hoặc là một tuần lễ, ít nhất cũng một tuần lễ, cũng có một cái bài giảng được gửi vào trong cái group. Để đôi khi anh chị em dành thời gian 10 phút, 20 phút, 1 tiếng gì đó, nửa tiếng gì đó, chúng ta nghe. Đó là gì? Chúng ta cần làm sạch mỗi ngày. Như vậy thì chúng ta không phải để tới một năm chúng ta bị chùi lần, phải không ạ? Theo anh chị em thấy là trong đời sống của mình cái điều gì cần chùi ngay tức khắc? Có không ạ? Cái điều gì của chúng ta? Anh chị em muốn ngay hôm nay Chúa chùi không? Muốn ngay hôm nay Chúa tẩy sạch nó không? Thật ra chúng ta sinh ra là chúng ta được tẩy sạch bởi huyết của Chúa. Nhưng có những thứ phải chùi lắm em ạ. Đó là cái gì anh chị em? Đó là tính xác thịt. Tính xác thịt của chúng ta phải chùi nó mới ra anh chị em. Còn những cái lỗi lầm vu vơ để chúng ta sinh ra, Chúa làm sạch, Chúa làm sạch, làm sạch. Nhưng cái tính xác thịt đó, Chúa phải chùi. Cha xác lắm. Khi mà chúng ta thấy đụng mà chúng ta bị cọ xác, có nghĩa là lúc đó Chúa dùng cái đó để chùi mình đó. Thì mình gặp một người nào đó, người đó nói một câu tự nhiên mình thấy khó chịu, mình thấy giận, mình tức lên. Thì cái đó là gì? Cần phải chùi. Chúa dùng ai chùi? Chúa dùng cái người mới cọ mình á. Dường như cái ba dớ đó, nó giống như là kẻ thù của cái chậu cái nồi, đúng không? Nhưng mà thật sự là nó đem lại ích lợi cho cái chậu cái nồi đó. Có một câu kinh thánh là trong Châm Ngôn, tôi muốn chị em mở ra ha. Châm Ngôn 27. Câu số 17. 27:17. Bản này bản hiệu đính, chúng ta đọc luôn cũng được. Giống như sắc mài nhọn sắc, cũng vậy, con người mài giũa diện mạo bạn mình. Như vậy thì khi mà chúng ta được người khác mài chúng ta, thì đó gì? Nó làm cho bổ dưỡng cái diện mạo của chúng ta trong thuộc linh. Chúng ta nhìn lại thử xem, anh chị em thấy rằng là bản thân của chúng ta hồi trước đây chúng ta hay giận, nhưng bây giờ chúng ta lại dễ tha thứ. Như vậy là được chùi chưa ạ? Đó. Được mài chưa? Hồi trước chúng ta thấy cái người đó khó thương lắm, vậy cái mặt thế mà ghét. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta không thể ghét được, mà chúng ta nhìn thấy mà họ đáng thương. Đó là chúng ta được bổ dưỡng diện mạo rồi. Đi với Chúa là cần được thay đổi. Quyền năng cần có, nhưng mà quyền năng để tẩy sạch chúng ta, để làm chúng ta được tinh lành, nó lại quan trọng hơn những cái quyền năng để chữa bệnh. Vì quyền năng chữa bệnh là có ở trong huyết của Đấng Christ. Nhưng mà bổn tính xác thịt của chúng ta cần phải được mai dũa để đón Chúa trở lại, hay là mai dũa để được Chúa dùng, thì nó không phải tự nhiên mà nó đi được. Anh chị em cần phải tiếp cận với lời Chúa. Và khi tiếp cận lời Chúa mà chúng ta không để cho lời Chúa biến đổi chúng ta, mà khiến cho nó cứ còn nằm ngoài đó, thì đến lúc Chúa sẽ dùng sắt
Nếu chúng ta có một con dao nó bị cuộn, tôi lấy cái này kêu bằng gì? Mousse. Tôi lấy tôi mài con dao. Cái con dao nó có đau không ạ? Ủa nó thấy im ái vô cùng, còn thích nữa. Nhưng mà con dao có bén không? Mài bằng cái này mà con dao bén luôn hả? Chúng ta thấy mấy cái bà bán thịt thịt heo không? Bà có cái thép, cái dũa. Bà cắt hồ cái bắt đầu xẹt, nhắn lửa. Xẹt. Rồi bắt đầu cắt một cái đứt. Một hồi cái nó lục lửa, cái bà làm xẹt. Và bà cắt tiếp, bà bán. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài muốn để tôi mà chị em được sạch như vàng mà bạc. Mục đích cuối cùng là gì ông bà chị em? Chúng ta xem câu số 4. Câu phần cuối, phần câu 3 và câu số 4. Câu 3, phần cuối. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Câu 4. Bây giờ của lễ của Giu-đa và của lễ của Sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Chúa Ngài muốn chúng ta trở đẹp để chúng ta trở thành những người dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Tôi và chị em là chức tại tư lệ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng nắng lạ lùng của Ngài. Có những người rao giảng và lối sống của họ với cái sự rao giảng là hiệp nhất, nhưng tôi có người rao giảng nhưng mà lối sống hoàn toàn khác biệt, nó nghịch lại với cái điều mà rao giảng. Và như vậy vô hình chung là gì? Chúng ta thấy rằng là mình là người đại diện cho Chúa, dân của lễ cho Chúa, nhưng của lễ này nó không đẹp, nó không toàn thiêu, nhìn thì bóng bẩy lắm nhưng nó không có chất lượng. Giống như trường hợp của Ca-in, Ca-in quyết định là dân thổ sản, Chúa thì kêu dân sinh tế. Đối với sinh tế mà có thể chuộc mạng được Ca-in và A-bên, và A-bên đã vâng lời, còn Ca-in thì quyết định dân thổ sản. Ông nghĩ rằng thổ sản cũng là trái đầu mùa, cũng là điều tốt lành, nhưng đã ông không dâng theo lời của Đức Chúa Trời Ngài truyền dạy, và ông đã quyết định để dâng cái thổ sản, và cuối cùng cái của lễ ông bị từ chối. Cho nên chúng ta muốn được rằng Chúa ơi, Ngài dùng con, chúng ta nhớ nhiều tới Chúa, được Chúa dùng để được ơn, và chúng ta cũng mong muốn rằng mình trở thành người hầu vị Chúa, chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ phải đứng để giảng lời của Chúa. Nhưng thương bà chị em, chúng ta lại không để cho Chúa Ngài chùi chúng ta, thì điều đó đáng tiếc phải không? Hãy để cho Chúa thanh tẩy chúng ta. Để rồi tôi và anh chị em, mỗi một người trong chúng ta đều là một cái ngọn đèn sáng để chiếu sáng danh của Chúa ra. Vì ngày của Chúa sẽ đến, và chúng ta biết rằng là Chúa của chúng ta đang thờ phượng, Ngài thịnh linh, Ngài sẽ vào trong đền thờ. Ở đây có hai nghĩa. Một là vào trong đền thờ Jerusalem. Đền thờ này sẽ được xây lại, và Chúa hứa rằng Ngài sẽ vào đền thờ đó. Và Ngài đến, Ngài vào trong cái hướng nào ạ? Có ai biết không ạ? Chúa vào đền thờ theo hướng đông. Chúa vào đền thờ theo hướng đông. À, bây giờ xin mời chiếu máy dùm cái hình. Thái thầy gửi qua rồi đó. Có chưa? Chuyển qua cái chế độ kia. Chế độ cho nó đúng này. Hai màn hình đó. Tắt cái slide. Easy slide. Đây. Rồi bung lớn ra. Anh chị em thấy cái cửa này có gì đặc biệt không? Cái cổng thành này. Cổng thành này có gì đặc biệt ạ? Cái cổng này có gì đặc biệt? À, bị xây lại luôn, bích luôn. Xây bích luôn. Đây là cái dân Palestine họ xây lại. Tại vì Chúa Giê-xu Ngài nói, trong cửa thì nói rằng là Chúa Ngài, cái cổng này là vua sẽ đi vào trong cái cạnh cổng này, cổng phía đông. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng nói Ngài cũng sẽ vào, Ngài trở lại. Và Ngài đứng ở trên núi Olive, chân của Ngài đặt trên núi đó, thì núi Olive nó bị xé ra từ đầu này đến đầu kia, và nó xé núi ra, và Chúa sẽ vào trong cái cánh cổng này. Cho nên là cái dân có Ả Rập đó, nó nói bây giờ Chúa nói rằng Chúa đi vào cái cánh cổng này ha, ở trong ta đang bắt mấy cánh cổng kia đó, bây giờ thì cái cổng này mà nói Chúa vào thì bây giờ tôi xây lại coi Chúa vào được hay không. Có thấy ứng nghiệm lời Chúa không chị em? Để ta xem ở trong sách ACGN. Ezechiel 43.
Chúng ta xem câu 1 và câu số 4. Rồi người dắt ta vào hiên cửa, tức là hiên cửa phía đông. Câu 2 nói rằng ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Israel từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn và đất sáng rực vì vinh quang Ngài. Câu 4, vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông. Đọc trong Thánh Cựu Ước thấy được là vinh quang của Chúa sẽ đi vào trong hướng đông. Cho nên bây giờ cái cánh cửa Jerusalem hướng đông xây lại luôn để coi Chúa vô bằng cách nào. Rồi đoạn 44, câu 1, câu 2. Đây, chúng ta đọc. Đoạn người ta đem đến hiên cửa ngoài của nơi thánh ngó về phía đông, cửa ấy vẫn đóng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng hiên cửa này sẽ đóng luôn, không mở nữa. Chẳng ai được vào bởi hiên cửa này vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã vào bởi đó, vậy cửa ấy sẽ đóng lại. Chúng ta thấy là lời của Chúa và nó là ứng nghiệm. Sau khi Chúa Giê-xu Ngài thăng thiên và sau khi mà La Mã nó chiếm xứ phóng quả thành Jerusalem, thì cuối cùng là gì? Là họ xây luôn cái hiên cửa này lại luôn. Họ đóng lại luôn để cho vua của Israel không vào được bằng cái con đường này. Nhưng mà chúng ta trở lại Malachi thì Kinh Thánh nói gì? Chúa của giao ước như thế nào chị em? Thinh linh vào đền thờ. Cái từ thinh linh đây có nghĩa là bất chợt. Giống như nãy chúng ta nói ở trong sách Phi-rơ thứ 2 chương 3 câu 10 hoặc là Tê-sa nhất chương 5 câu 2 đó, là Chúa sẽ vào như là gì? Chúa sẽ đến như là kẻ trộm. Cái cửa này giữ được Ngài không? Không. Các môn đồ đã vào trong một cái phòng đóng kín khi người Giu-đa tìm cách để bắt bớ họ, thì họ sợ, họ trốn đóng kín. Nhưng mà thinh linh Chúa lại hiện diện giữa họ. Cho nên nói rằng không bao giờ ai có thể ngăn được ngày của Chúa đến, không ai ngăn được. Tôi và chị em là con cái của Chúa, tôi và chị em là dòng dõi Lê-vi. Ngày của Chúa đến với con người khác thì có thể như là kẻ trộm. Nhưng mà tôi và chị em, ngày Chúa đến có phải là kẻ trộm không? Không. Chúng ta lại xem Tê-sa-ni-ca thứ nhất chương 5 để coi ngày của Chúa có phải là những kẻ trộm không. Tôi xin đọc lại câu 4, đọc tiếp câu 4 cho đi. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em là đều là con sự sáng, con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mà tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và tiết độ. Kẻ ngủ ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy và sự cứu rỗi làm mão trụ. Chúng ta, Chúa đến với chúng ta không phải là thần linh như là kẻ trộm, vì chúng ta được biết trước. Chúng ta biết trước ngày của Chúa, chúng ta biết trước được thời điểm của Chúa. Cho nên tôi và chị em cần phải tiết độ, mặc áo giáp đức tin, chuẩn bị đời sống chúng ta để chi vậy? Mình đón Chúa. Cũng là người nữ đồng trinh, nhưng có người thì lại đem dầu theo. Còn có người cũng là người nữ đồng trinh, nhưng mà không có đem dầu theo. Và những người không đem dầu theo thì ở đâu? Ở ngoài tiệc cưới. Còn những người nữ cũng đồng trinh, và tất cả các nàng đều đi đón chàng rể hết. Nhưng mà những người nữ đồng trinh có đem dầu theo thì được vào cùng chàng rể để dự tiệc cưới. Những người nữ đồng trinh nói về những người tin Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta đều có giá chuộc, được cứu, chắc chắn, đảm bảo. Nhưng mà có người thì được vào tiệc cưới, có người thì không được vào tiệc cưới. Có người thì được Chúa dùng rất là lớn lao, nhưng có người thì thay vì được Chúa dùng thì lại đi theo ý riêng, lại sống một đời sống buông thả, sống đời sống không có sự nhân đức. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và chị em được tỉnh thức, bởi vì ngày của Chúa sẽ đến. Ngày của Chúa sẽ đến. Xin Chúa cho để tôi và chị em luôn luôn tỉnh thức, tiết độ, và chúng ta có thể còn thời gian trên đất là hãy hết lòng để phục vụ Chúa anh chị em. Phục vụ Chúa cũng là phục vụ anh em mình. Phục vụ Chúa cũng đi ra để nói về Chúa. Phục vụ Chúa bao gồm chúng ta cứu người khác thông qua những cái việc mà đi rao giảng, thông qua những cái việc thiện nguyện, thông qua những cái việc mà thăm viếng chăm sóc. Đó là lúc chúng ta cứu người. Xin Chúa cho để rồi tất cả chúng ta khi được Chúa ngày đến thì không một ai mà không có phần thưởng. Amen chị em. Chúng ta nói với người bên cạnh, ngày của Chúa sẽ đến. À, hãy sẵn sàng cho ngày của Chúa sẽ đến. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, bây giờ xin mời tất cả chúng ta đồng đứng. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.